Rồi các bạn chú ý là bây giờ mình chọn cái điện thoại nè. Thì theo như các cái công cụ mà mình chọn trước đây, giả sử thầy chọn nó như thế này thì các bạn thấy kết quả ra làm sao? Ctrl G. Rồi mình chỉ có cái phần điện thoại thôi. Thì trước đây mình có thể làm dùng công cụ này, bạn dùng Quick Select hoặc là Make It, bạn chọn vô đây, nhấn Shift chọn thêm phần này, đúng không nào? Delete, Ctrl D. Như vậy mình đã có thể chọn được chiếc điện thoại tương đối ổn, tại vì cái hình này nó có cái nền và cái đối tượng chúng ta cần, nó có vùng biên rõ ràng, vùng biên rõ ràng. Giả sử trong trường hợp mà cái vùng biên này nó không được rõ thì chúng ta chọn như vậy nó sẽ không ổn. Vậy có cách nào khác để chúng ta chọn cái đối tượng theo ý của chúng ta, chọn đối tượng theo ý của chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng một cái công cụ gọi là pen ha, chữ viết tắt là chữ P, pen tool. Và công cụ này chúng ta sẽ làm như thế nào? Đối với công cụ pen thì thầy sẽ giới thiệu sơ để cho các bạn bạn nắm ở đây. Với công cụ này chúng ta có một click chuột thả, click chuột thả, kéo đến điểm tiếp theo, click chuột thả, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái hình đa giác. Và khi các bạn đưa con trỏ về vị trí ban đầu thì nó có vòng tròn và chúng ta đóng. Vậy các bạn thấy chúng ta đang tạo ra được cái gì đây? À, một cái đa giác. Nhưng nó cũng không phải vùng tròn mà nó là ba. Bởi vì cái tool mà chúng ta dùng là pen để chúng ta vẽ được cái bát này. Đó, giống như hôm trước chúng ta dùng shape để chúng ta vẽ ra được bát. Bây giờ chúng ta dùng pen. Ngược lại, chúng ta cũng có thể dùng pen này để vẽ ra được shape. Ha, hai cái công cụ này chúng ta giống nhau. Cái này là shape có trước là rectangle hay là round rectangle hay là ellipse hoặc là polygon theo mẫu có trước. Còn nếu mà chúng ta dùng pen thì chúng ta vẽ theo ý của chúng ta. Nhưng khi kết quả cuối cùng nó sẽ tạo ra cái gì? Một là nó tạo ra cái đường path giống như chúng ta đã làm. Hai là nó tạo ra một cái shape. Tức là nó tạo ra một cái layer mới. Còn bên path này không có. Đó, tạo ra một cái layer mới. Còn ở nếu mà lúc nãy chúng ta tạo path thì nó không tạo shape. Chú ý chỗ này nó khác nhau tí xíu. Vậy mục đích chúng ta dùng cái này để làm gì? Thứ nhất, một là nếu như mà các bạn chỉ muốn lấy vùng tròn thôi, lấy vùng tròn của nó thôi, thì các bạn chỉ cần chọn path là đủ. Tí nữa chúng ta không cần đến nữa, bỏ. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng nó lại một lần nữa để mà tô màu, tô màu, để mà sử dụng đường biên, đó, thì các bạn sẽ chọn nó là shape. Các bạn có thể sử dụng nó để làm một cái vấn đề nào đó, ví dụ cho nó dày, dày lên. Đó, chúng ta xử lý hiệu ứng đối với nó. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nó là shape. Còn không, chúng ta chỉ dùng vùng chọn thôi thì chúng ta sẽ tạo ra là path. Để làm gì? Để cho bức ảnh của chúng ta nó nhẹ đi. Nếu mà chúng ta tạo nhiều layer quá, nó phải lưu các layer thì nó làm bức ảnh của chúng ta nặng lên. Thì tùy trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào.
là tạo set hay là tạo path thôi. Rồi, thầy mới chỉ cho các bạn là chúng ta sử dụng cái dạng là click chuột rồi thả. Vậy bây giờ cái path này nó có cái gì hay hơn hay không? Ví dụ chỗ này thầy click chuột thả, qua đến đây thầy click chuột giữ và kéo, giữ và kéo. Như vậy thì thầy đặt con trỏ ở đây, thầy thả ra, thầy giữ luôn chứ, kéo xuống đến đây. Vậy trong này nó có một đường, hai đường. Vậy cái đường đó là đường nào, đường gì? Thì khi các bạn click chuột, đây là điểm thứ nhất, thả, bạn đưa qua đây click chuột, kéo, thì cái đường màu đỏ này là cái mà chúng ta sẽ vẽ nè. Vậy cái đường màu trắng mà thẳng này nó là tiếp tuyến của cái cung tròn này, tiếp tuyến của cung tròn này ha. Rồi thầy đưa xuống dưới này, thầy click chuột và thầy thả một lần nữa, không kéo, thấy nó tạo ra được một phần. Bây giờ đến điểm thứ tư, thầy click chuột và thầy kéo ngược lên, có phải là nó tạo được một cái độ cong cho chúng ta chưa? À, click chuột kéo ngược lên. Rồi, và cuối cùng chúng ta đưa con trỏ vô đây, chúng ta khóa nó lại, đóng lại. Vậy cơ bản là chúng ta đã tạo được một cái hình trái tim. Trong hình này bạn có thể tô màu cho nó, dù nó xấu đúng không, mình có thể chỉnh lại. Xấu quá, chỗ này bên này thì ok, nhưng mà bên này thì không được ổn lắm. Vậy chúng ta có thể chỉnh cái cạnh bên này lại bằng cách cũng đang ở trong cái pen, nhưng mà bây giờ không thấy nốt, không có nốt để chỉnh, nhấn thêm nút control, nhấn thêm nút control và chúng ta đưa con trỏ vào đây, nó sẽ xuất hiện lại các điểm. Chúng ta nhấn control di chuyển cái điểm này đi, cũng là control, chúng ta có thể thay đổi cái hướng của tiếp tuyến, cái hướng của tiếp tuyến, thay đổi độ lớn của tiếp tuyến, thì chúng ta có cái góc, cái cung nó khác nhau, và chúng ta có thể chỉnh lại cái điểm bên này. Đấy, như vậy là chúng ta đã chỉnh được cái hình trái tim chúng ta vẽ. Như vậy dùng pen chúng ta có thể click chuột thả thì cái điểm này không có tiếp tuyến. Nếu mà chúng ta click chuột kéo thì điểm đó có tiếp tuyến. Được chưa nào? Đó là sơ bộ chúng ta vẽ một đối tượng bình thường. Và nếu như chúng ta muốn chọn chiếc điện thoại này thì chúng ta dùng pen như thế nào, áp dụng nó vô làm sao? Chúng ta muốn chọn chiếc điện thoại này, vậy thì chỗ nào cần cong, chỗ nào cần thẳng, và chúng ta dùng nó ra làm sao? Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ đây đi, bắt đầu từ góc trên này và chúng ta vẽ xuống dần. Như vậy chiếc điện thoại thì chúng ta thấy là từ đây vẽ quanh hết đều là đường cong hết. Vậy thì chúng ta sẽ chấm điểm như thế nào? Đây, chúng ta sẽ sử dụng pen đặt ở đây một điểm. Chúng ta tạo path thôi, không cần phải shape. Chúng ta đặt ở đây một điểm. Nếu như qua đến đây mà chúng ta cho nó cong xuống đến dưới này luôn đó, thì xa quá, chúng ta khó chỉnh. Cho nên chúng ta sẽ chia cái vùng này từ đây đến đây. Tí nữa chúng ta sẽ thêm điểm để cho nó một đường cong thôi. Như vậy thì lúc đầu thầy click chuột một cái, qua đến đây thầy cũng click chuột, không kéo gì hết. Và các bạn đưa con trỏ vô giữa, thấy nó xuất hiện dấu cộng,
yêu cầu, tức là thêm điểm, thêm điểm, lít chuột vô, không có dừng phím gì ở đây cả, lít chuột vô. Nếu như bạn đưa ra ngoài và bạn đưa ngược vô lại thì nó là dấu trừ, là xóa cái điểm lúc nãy. Đưa vô chỗ mà chưa có điểm thì là cộng, đưa ngược vô cái chỗ mà đã có điểm rồi là trừ, được chưa? Cộng trừ một nốt, kịp không? Di chuyển nốt này, di chuyển cái nốt này đi chỗ khác. Vậy thì nếu như mà các bạn đưa vô đây mà các bạn lít chuột là nó trừ mất tiêu rồi, không di chuyển được. Nhấn Ctrl đẩy nó đi. Như vậy các bạn thấy là mình đã tạo ra được một cái đường cong nè. Mình có thể nhấn Ctrl và mình điều chỉnh cái tiếp tiến này. Như vậy chúng ta đã vẽ được một cái đường nó áp sát cái điện thoại của chúng ta, được chưa nào? Áp sát điện thoại của chúng ta, nhấn Space kéo cái điện thoại lên, ROM chuột cho nó nhỏ bớt lại, nhấn phím Antenna và chúng ta sẽ vẽ từ trên này xuống đến đây thôi, bởi vì cái góc cong này tí nữa chúng ta sẽ để đi qua đây. Và chúng ta vẽ đến đây, chỗ này nó thiếu một tí, chúng ta có thể thêm điểm kéo nó ra. Rồi tương tự như vậy, tương tự như vậy chúng ta sẽ cho cái góc cong này đi qua đến đây, lít chuột ở giữa cộng thêm kéo nó ra. Bạn có thể dùng phím Ctrl để bạn điều khiển cái tiếp tuyến này cho nó theo ý mình. Qua đến bên này các bạn thêm điểm đây cho thầy, và thêm điểm ở đây, thêm điểm ở giữa, nhấn Ctrl kéo nó ra, dùng tiếp tuyến chỉnh, chỉnh nó lại. Và tương tự chúng ta sẽ thêm điểm ở bên trên. Rồi bây giờ giả sử thầy thêm một cái đoạn rất là xa, thêm một cái đoạn rất là xa, vậy thì thầy sẽ thêm một cái điểm để mà kéo cho cái đường cong này nó ra đó, thêm ở giữa hay là thêm chỗ nào? Vậy các bạn nhận định ở chỗ này, mình có cái đường cong này nó là hình chữ S nè, ở đây thì cong ra mà đây thì lại cong vô, vậy mình thêm ở đâu? Phải thêm chứ, thêm để mình mới kéo được. Vậy thì thầy sẽ thêm điểm đầu tiên là ở trên này để thầy kéo ra. Đây, nhấn Ctrl xuống kéo ra. Và chỗ này nó hơi dư một tí thì chúng ta thêm điểm, nhấn Ctrl kéo vô. Đấy, như vậy thì cái điện thoại của mình nó sẽ cong theo cái ý của mình, vừa cong ra mà vừa cong vô. Rồi tiếp tục mình lấy cái anten đây lên đến đây, nó đang bị thiếu chỗ này, chúng ta di chuyển cái nốt này hồi nãy mình vẽ nó thiếu và đưa cái điểm này kéo ra cho nó cong ra tí xíu. Tương tự chúng ta sẽ thêm điểm ở đây, thêm điểm giữa kéo lên thiếu đúng không nào? À, nhấn Ctrl kéo cái này cho nó ra, nhấn Ctrl kéo cho nó ra. Đấy, rồi cái điểm này nhấn Ctrl chỉnh một tí. Tương tự chúng ta đóng xuống đây, nếu thấy ổn thì thôi, còn không chúng ta nhấn Ctrl lít chuột vô lại để cho nó xuất hiện cái điểm để chúng ta chỉnh lại. Đấy, như vậy chúng ta đã tạo được một cái bát đi xung quanh cái điện thoại của mình. Bây giờ làm sao để lấy được vùng chọn? À, một là mình chuyển thành bát, lít chuột phải chọn Match Selection, hoặc là làm gì? Hôm trước mình có dùng một lần rồi, mình đang chọn đường bát, mình nhấn Ctrl cộng với Enter là một, hoặc là mình đang ở đường bát, mình nhấn Ctrl lít chuột vô
cái icon của cái đường bát là mình cũng tạo ra được vùng chọn, được không nào? Như vậy riêng cái phần mà tạo sử dụng cái công cụ bên để tạo ra đường bát thì sau này có một số bài chúng ta cũng sử dụng đến nó, được chưa? Như vậy là sử dụng công cụ bên thì chỗ này chúng ta có rất là nhiều cái. Còn không thì cái đường bát này mình làm được gì? Ví dụ đường bát mình có thể là fill, hồi nãy là mình match selection rồi, bây giờ mình fill color, ví dụ như mình fill màu xanh đi. Ok, nó lấy cái đường bát này nó fill lên đâu? Fill lên cái layer mà chúng ta đang chọn. Mình có thể làm được gì nữa nào? Với cái đường bát này mình có thể stock, tức là tạo đường biên. Stock bằng cái gì? Bằng nét cọ brush ha. Nét cọ bây giờ chúng ta đang có màu, đang vẽ là màu đen, chúng ta đổi cái màu này thành màu đỏ đi, đổi màu thành màu vàng đi, màu vàng để dễ thấy. Rồi quay trở ngược lại, stop back, chọn cọ vẽ. Cọ của mình là cọ nào? Quan trọng là mình phải chọn cọ nào đó đã. Cọ con bướm nè, là nó vẽ ra nó không có rõ, không có rõ nét. Bây giờ mình chọn cọ tròn đi, cọ tròn để cho mình dễ thấy trước đã. Size 29 rất là lớn, mình chọn size nhỏ thôi, 3-5 gì đó, tùy các bạn. Lớn nhỏ thì tùy thuộc vào bức ảnh mình nói rồi. Stop brush. Ok, như vậy các bạn thấy là nó đã tạo ra cho mình trên cái layer 3, thấy chưa? Layer 3 nó sẽ vẽ một cái đường màu vàng theo cái path đấy. Như vậy cái công dụng, cái ứng dụng của cái bên là để tạo ra path hoặc tạo ra shape, rồi dựa trên cái path đó, dựa trên cái shape đó mình có thể làm những cái khác, fill hoặc là stop hoặc là mesh selection, tùy theo cái nhu cầu, được chưa nào?